Ok, hello xin chào tất cả các bạn, mình là Rasset đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với Hollow Knight. Chúng ta hôm nay tiếp tục hoàn thành nốt cái map Vườn Hoàng Vince Garden. Hiện tại mình đang ở góc này, ok bây giờ mình sẽ đi lên trên khám phá nốt cái map này thôi. Chúng ta sắp kết thúc game rồi. Chỉ còn nốt map này map, và đi map Deepness nữa thôi là... À đúng rồi, chúng ta còn... Còn phải mở mấy cái chỗ nữa. Theo mình biết thì à nó là cái DLC Godmaster các bạn ạ. Oh shit. Chỗ đấy theo mình biết nó là cái update Boss Rush ấy. Oh my god, đi kiểu gì đây? Giờ sang bên kia xem đã nào. Bên này không biết bạn đi chưa. Mình âm nhạc ở đây mình khá là thích. Nghe hay vậy. À, góc này là góc mình đi rồi. Không có cái vẹo gì cả. Ok. Chúng ta sẽ lại đi lên trên vậy. Xem chúng ta xem chỗ này có đường bí ẩn không. Mình nghĩ là không đâu. Hết rồi. Ok, nó có thể đi tiếp. Ok, fine. Right. Ok. Mày có ở đây có sâu. Mày mau cái. No. Rồi. Giật nha. Cái đoạn này khó thế. No. Rồi, ok. Yeah. Ui. Đoạn này củ khoai các bạn ơi. Ow now. Ok. Khoai thật đấy, đoạn này khoai thật đấy. Kiếm tí huyết hồi đã. Nhau. Ai. Chết đi. Ok. Hồi máu. Đây chúng ta xem còn đường nào khác không. Bên này thì sao? Từ khoan. Chỗ đây có khả năng là chỗ đi ra boss. Mình đoán thế, chúng ta đi lên trên này trước đã. Rồi sau đó quay lại chỗ kia sau. Ao, lại chạm vào đích rồi. À, vào gai rồi. No. Thank you. Ôi. Ao. Quét nhỏ. Ây. Nếu không lấy được, cày thật. Rồi, ok. Tĩnh mà nhảy. Rồi chưa có map. À. Chết này. Yeah. Đây không có đường dân nào cả. Ok tốt. Rất là tốt. Ui từ. Có thể lên được trên kia đấy. Để xem có lên được không. Yeah. Ai. Nào. Sao cao thế nhở. Khiếp. Ra chỗ này đã sao nào. Bên này là ra đâu đây. Oh đây là Green Path. Ở đây có một cái Whispering Wood này. Ăn ra tính. Xong cái kia hết rồi. Ok luật. Không sao cả. Gì đây? So one soul land, a pale being lay his claim. À đây là cái đoạn mà lần trước chúng ta đi nhưng mà... Đúng rồi, cái đoạn này. Oh. Ai, shit.
Thank you. Ở đây có vẻ khá là nhiều Essence các bạn ạ. Hết chưa? Vẫn còn bên này. Đoán con cái này là hết rồi. Gì? Ô, vẫn chết à? Bên phải nữa à? Không, 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 đây là chỉ trong map này thôi. Rồi lên trên xem. Thế tội má. Thế là mình bỏ lỡ bên nào nhỉ? À, hóa ra là ở trên kia. Ok. Rồi, bây giờ thì hết rồi đấy. Nice. Rồi, có thể quay lại được rồi. Queen's Garden. Hỏi ra thôi. Cái chỗ này hồi trước mình chưa vào được, hỏi ra là bởi vì nó chặt với cái góc này. Đấy, giờ thì chúng ta quay lại được chỗ kia rồi. Từ từ, khoan bên này có cái ghế không? Đi, gọi ghế nó hết rồi, lợn. Cú lợn, cú lợn, cú lợn. Ok, giờ chúng ta lên đây rồi. Oh. À! Ai! Chỗ này nó hơi thấp các bạn ạ. Không sao. Ơ kìa. Thôi, không định dạy nữa. Dash qua đi. Thì nếu bao xích nữa thì thôi. Vậy. Ok. À, trên này không có con group. Ok. Quay, khó đấy. Ok, đây được rồi. Rồi, xong. Woo! Cuối cùng thì mình cũng cứu được con group ở đây. Và mình sẽ quay lại. Mình đoán trên này hết đường rồi. Quay lại thôi, quay lại thôi, quay lại thôi. Nhạc ở đây nó êm đềm thế. Nghe rất thích nhá. Cái nhắc đến của game này làm cho mình lại liên tưởng đến game Ori in the Blind Forest. Nhạc đèn nó kiểu kiểu như này. Nhưng mà nhạc đèn của Ori thì phải nói thật là hay hơn hẳn cái trò này rồi. Tại vì nhà soạn nhạc của game Ori nó có tuyệt rồi. Có tài năng. Nó không phải tự dưng cái game này nó đã giành được cái giải game hay nhất năm game hay nhất năm 2015. Đồng thời là nhà game hay nhất. Yeah. Hôm nay thì nói thật là về độ khó hay là độ khó hay là team map thứ nó đều khó hơn hẳn so với Ori. Cốt truyện của nó cũng cực kỳ tuyệt vời. Có nhiều cái ở cái game này mình không hiểu, mình phải trang wiki đấy. Nhưng mà sau khi trang wiki xong thì mình vỡ nhiều cái. Rất là hay. Ori mang tính giải trí cao hơn là cái game này. Này thì nó mang tính challenge hơn, thử thách hơn. Ồ, trên kia có đường kìa, không lên được. Mình đoán là chúng ta sẽ có một cái đường tắt để đi thôi, không có gì cả. Oh shit. Cái này hơi khó này. Bình tĩnh thôi. Đấy, ok. Cái này đoạn này mà. Chúng ta ở đây. Ôi, cái gì ở đây đấy? Oh. Nào, nào. Rồi, một con. Ah, shit. Oh, hello, Claude. Hello. Ở đây đừng bother, đừng bother, đừng bother, đừng bother ơi. Oh, thank you, Claude. Đánh hay quá, đánh hay quá. Đấy rồi, ui, bottle, chết the lot. Ok, phản bội. Yeah, ok. Con này có vẻ cũng khó lắm. Thì dễ quá. Oh no, mình tưởng zero đến. God damn it. Now, thank you. Uầy, vẫn hai tiết rồi đấy. Không nghĩ đâu. Thật nha, thật nha. Uầy, có đuổi cho mình mà. Chúng ta sẽ không có thời gian để quấy máu nữa các bạn ạ. Oh!
Tao rồi. Con này không khó lắm nhưng mà trâu đấy, trâu phết đấy. Đi lại ra đấy nào. Trời ơi. Ai đi đoạn này quả là một cực hình. Xa vậy ạ. Tiếp cái đoạn này nhảy kinh quá. No, shit. Biết mà. Chết thật. Vậy là chúng ta không thể nào mà nêu bao sinh lên được. Cay nhỉ. Cay. Từ nha. Ok. Ok, thank you Cloud. Vậy là chúng ta có thể mình Cloud đánh với con này. Ok. Hay lắm. Đây rồi, boss đây rồi. No, cẩn thận. Đánh chúng là mình cũng mất 2 tiết đấy, không ý đâu. Ah shit. Úi đấy, biết ngay mà. Rồi từ từ hồi máu cái. Ow shit, fuck you. Hay quá. No. Oh my god. No. Con này nó dễ mà nó khoai thịt. Cay rồi nhá. Cay đấy. Fuck you. Từ. Mình có một cách. Chúng ta có lẽ sẽ bỏ con này đi. Đeo cái Summon Stone vào. Bỏ cái Quick Slash đi. Đeo cái hôi sâu vào. Cái nào nhỉ? Đây, đeo Twister. Soul Catcher thì không được rồi. Soul Catcher không đeo được rồi bởi vì chúng ta sẽ bị overcharm. Bình tĩnh. Đây, đeo này vào. Ok then. À, sát xa đầu này. À không được. Thôi rồi, kệ đi. Kệ thế được rồi. Chúng ta sẽ có kế hoạch mới các bạn ạ. Chúng ta nâng 50 spell lên. Đánh sẽ dễ hơn. Ok. Chúng ta đã trở lại. Ah shit, fuck off. Không được mất máu bây giờ nha. Oh, thank you Cloud. Hay quá. Tốt, giờ boss đây rồi. Giờ chỉ cần giã hết skin người đó. Ok. Tệ lắm. Oh no. Oh shit. Đó là hơi nhầm đi. Ok. Ok, vẫn dính chưa? Alright. No. Ôi mẹ ơi, đừng. Rồi. Mày quá. Đi tìm tòi các bạn ạ. Ôi. Đây rồi, ok. Ta còn một tiết thôi. Chảy máu. No, Cloud ơi. Xong rồi này. Oh yeah. Thế là xong rồi này. Cloud là những người bị đâm. Execution. Như vậy là kế hoạch của mình đã hoạt động. Như vậy là Cloud chết à? Oh fuck. Why?
mình không thể remail được. Cái nào mình hồi sâu không? Oh god. À, đây là đâu? Từ từ đây, xem nào. Protect, bảo vệ. Ra lên trên này xem còn cái gì khác không. Nhưng mình không lên trên này các bạn ạ. Không lên được ở đây rồi. Ok. Còn một máu ạ, vãi đái. Rõ man rồi. Ờ, chỗ này có vẻ khá đẹp. Đây là đâu nhỉ? Chúng ta vào đây xem nào. Wow. Đây là con rắn hả? Sao mà nhiều đâu? Giống Medusa quá vậy? Từ từ, khoan. Ơ, nhạc hay thế nhở? Wait, từ từ. Mình đứng lên nghe nhạc một chút đã. Wow, âm thanh du dương quá. So it can access a mind, then the shield shall break before it's split. Ý là bài đang nói về cái nail của mình. Nó có thể kết nối với những suy nghĩ của người bị chém. Nhá. Nói chuyện thôi. Mở mắt thôi. À cố mà nhà. White lady. Gì vậy? Quý bà màu trắng à? Ồ, một người đã tới rồi. Đi rất là xa để gặp tôi phải không? Lady Sigma S là gì đây? Cái đoạn này mình không hiểu lắm. It's a pet carry base chance. Đó là sự thật. Sự thật là cậu đã chờ đợi lâu lắm rồi không? Có lẽ đó là điều không chính xác. Một người gì nhỉ? Một người thực sự như cậu đang chờ. Tôi có một món quà đã giữ lâu lắm rồi cho một những người giống như cậu à? For one of your kind, ok. Chỉ là một nửa của tất cả. Khi chúng kết nối lại với nhau, sức mạnh tuyệt đối, sức mạnh vĩ đại sẽ được mở ra. Và một con đường mới, một con đường sẽ mở ở phía trước. Sức mạnh gì nhỉ? It will need à? Tức là con đường này mở ra và mình sẽ cần sức mạnh để có thể đi vào nó. Rồi ok, đây là cái gì nào? Yeah. Đây là gì? Taken the white fragment. Đây là gì? Chuyện lại lần nữa coi. Byakura. It faced the gender child. Tại nhiên nào nhỉ? Nó từng đối mặt với một đứa trẻ đổi giới tính à? Gender. À không phải, gender là cái gì nhỉ? Mình không biết. Rõ lắm. She is a fire foes. Strong in mind, tâm trí mạnh mẽ, với cả thân, cả cơ thể nữa. Ok. Striking reflection of her mother, thought the two were permit little time together. Cái này mình cảm tưởng như Wallady đang nói về Hornet thì phải. Đúng rồi. Có cảm giác là đang nói về Hornet. I never begrudge by the worm. I feel some affection for the creature, Breathed. If your paths were ever to align. Tôi tưởng tượng có cậu có thể lấy được sức mạnh. Tự mình lấy được sức mạnh. Ok. Merma. Within my roots, the weakening of the vessel I painfully feel. First inevitable and current course regression. Okay, the second I find. Kiếp, cái trò này nó dùng tiếng Anh toàn như kiểu từ ngữ chuyên môn đi, khó dịch kinh khủng luôn. I implore you, I serve the vessel. I suppose Chang, what's you a judge? Stylish. Cụ thể câu chuyện là White Lady muốn mình phá vỡ cái phong ấn ở cái chỗ ba cái mặt nạ của Dreamer đó. Trả lời thôi và bà ấy tin rằng mình có thể làm được. I offer fair warning, the vessel maybe shall be weak. Ấy đang nói về the vessel, tức là the vessel là những cái kiểu chiến binh giống mình như này. Mình gọi là một vessel. Vessel là cái bao bọc.
bên trong mình chỉ có màu đen và cái hai đôi mắt trống rỗng thôi, nó gọi là The Void. Các bạn đã biết được rồi, cái The Abyss trước đấy, đấy là xuất thân của mình, xuất thân của cái chàng kỵ sĩ này. Ok, be not empowered. Cái ý nói bài nó là cái vessel đã bị yếu đi nhưng mà lại được tăng sức mạnh lên bởi cái thứ ở trong nó. Chắc là mình đó là cái giờ infection, sự nhiễm bệnh. To reclaim this role require. Ok, cần chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, nhưng mà đừng cái gì đấy, đừng vội vàng quá chăng. With a vessel to break permanently. Ok, công nhận là nhìn quay lại đi nhìn đẹp hết nhở, công nhận đẹp thật. Ok, chúng ta có thể rời khỏi đây thôi. Các bạn thử xem. Rời khỏi đây thôi. Đây không nhìn hết đường rồi các bạn ạ, không còn gì ở đây cả. Ok, test. Công nhận chỗ này đẹp thật. Đây là đã hết đối thoại rồi. Rồi nó nhiều như vậy. Đi vào đây thôi. Thank you. Thế nhận hồi được một máu. Rồi đi vào đây nào. Mình đoán con kỵ sĩ này là con đã bảo vệ nữ hoàng. The White Lady là nữ hoàng của cái chỗ này. Chắc là thế rồi. Nhìn trong phong thái nữ hoàng thế cơ mà. Không phải nữ hoàng hơi phí. Từ từ. Well now, that was something. Đó bây giờ thực sự là một cái gì đó. Một trận chiến thực sự với một kẻ mạnh mẽ, ok. Thật là khó khăn. Và cũng thật là climatic là gọi là gì nhỉ? Kiểu mang tính chất phim ảnh ấy. Ở đó thực sự là những gì mà tôi hy vọng, tôi từng hy vọng. Cảm ơn tất cả vì sự giúp đỡ của bạn, sự giúp đỡ của cậu, người bạn của tôi. Chỉ là một con bọ nhỏ nhoi thôi, nhưng mà đã làm nên cái gì nhỉ? Valiant example, những ví dụ điển hình à? Chúng ta sẽ gặp lại, tôi chắc chắn về điều đó. Ok. Ở trên đường, sẽ lên đường sớm thôi. Nola đang chờ tôi và tôi đã xong tất cả mọi người ở đây rồi. Just savoring the moment. Chỉ là lưu giữ khoảnh khắc này một lúc nữa, một lúc lâu nữa. Ok, có lẽ mình sẽ giải thoát. Chào Claude. Goodbye Claude. Ai chà chà. Vậy là Claude đã chết. Không ngờ là buồn như thế nhỉ. Không biết là buồn như vậy đâu. Như vậy là chúng ta không còn gì ở đây nữa rồi. Hoàn toàn là 100% map Queen's Garden rồi. Mình đoán là mình sẽ đi xuống dưới kia thôi. Ok. Xuống dưới Deepness. Chắc là thế rồi. Từ từ chúng ta có thể ở xuống Deepness trước đã. Để tỉnh. Cẩn thận nha. Ở đây có rất nhiều chỗ nguy hiểm. Ấy. Nhảy kiểu gì đấy. What the hell. Rồi, ok. Xuống dưới xem có cái gì ở đây ạ nào. Ui, tật. Cái gai đâm chết rồi. Ok. Đấy rồi. Giờ bên này có cái đường gì này. Rồi khoan, chúng ta vào đây trước đã. Có con gì ở dưới. Từ đã. Chắc mình nghe đúng nhưng mà không phải ở đây. À đây này. Con nhện. Chắc là bọn nó xuất hiện từ nowhere. Khổ thân nhỉ. Ok, đây rồi. Chỗ này có một NPC. Halamato. Mask Maker, người làm mặt nạ. This is mask face upon the creature. Có phải là mặt nạ được đeo ở trên mặt cái gì nhỉ? Của những sinh vật này không? Ở trong Hadones.
có những thứ rất khó khăn có thể được quyết định. Ok. Đó là một thứ rất đẹp để có thể có được khuôn mặt. Nó không phải là một thứ mà chúng tôi có thể blessed là công nguyện à? Cho cái vương quốc không có khuôn mặt này à? Should provide là gì? Provide mình không nhớ lắm. Không nhớ nghĩa. A mask, nhưng mà đạo khuôn mặt có thực sự là cần thiết không? Hay là không? Để định nghĩa thì để định nghĩa để tập trung và để tồn tại. Mình nói nhiều quá vậy. Oh, phá được mặt nạ này. Phải lấy bả xe của. À. Had a witness of truth most tragic, the worm red shame sealed away. Cái đoạn này mình không hiểu. Nào, tức là ý nói là cái vương quốc này bị trở thành cái gì nhỉ? Di sản của worm. À, như vậy là worm là những cái sinh vật tồn tại trước khi cái kingdom này xuất hiện. Kết thúc kết phá. Thế chưa? Mày có cắn được vào à? Tôi thấy những người Mantle King à? The grim responsibility that show best town. Không có một con bọ nào được even the beasts knew their limits and bowed the dream at nest edge. Hy vọng cái game này có thể có Việt hóa thì may ra chúng ta hiểu rõ hơn được cốt truyện của game này qua các lời thoại của NPC và các vật thể đi qua mình đọc được cốt truyện của nó. Cái bởi vì tiếng Anh của cái game này nó cực kỳ sâu xa và nó cực kỳ gọi là mang nghĩa bóng và mang nghĩa bóng. Đúng rồi. Nghĩa bóng. Khá là nhiều. Rồi nó ẩn xoẹt ẩn dụ các thứ nữa, rất là lằng nhằng. Không phải là tiếng trình độ tiếng Anh mà chỉ mức trung bình thì chắc đã hiểu được tất cả những cái gì trong game nó nói. Đấy là một điều vấn đề khá là hạn chế. Kết thúc kết phá. Ok. Nó muốn quen nào là I see the face beneath. Just another mask. Sự thật ở Hollow Nest luôn luôn bị chôn vùi bên dưới. Có tất cả những bao nhiêu mặt ở kết thúc kết phá. À. Sarabaka. Sarabaka. Để thay đổi khuôn mặt. Tôi cần siêu. Không biết tên là nào. Kết thúc kết phá. Ok, hết thoại rồi. Sao nhiều thoại quá vậy? Kết thúc kết phá. Ok. Sẽ gỗ. Kết thúc kết phá. For deserving. Tôi khám được vào. Kết thúc kết phá. Ok, chúng ta thử dùng dream mail xem. Học suy nghĩ. Đây, snow the face that hide beneath. Cô à. À, nam mê chú rồ. Contrast. Chú rồ, kết quả. Tôi khám được vào. Kết thúc kết phá. Ok, vậy là đây sẽ hết đường rồi. Lượn thôi. Vào đây lượn, vào đây lượn, vào đây lượn. Bye bye, lượn vào đây thôi. Tạm biệt nha. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn cảm thấy nó hay thì hãy để lại cho mình một like và comment bên dưới. Subscribe channel của mình và share video của mình để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và bây giờ, tạm biệt các bạn. Bye bye.